mình không cần được ngồi chung với bạn nữa rồi. Mình không thích đổi chỗ mỗi tháng một lần chút xíu nào hết. Mình cũng vậy. Mình không thể copy bài tập về nhà của Minty nữa rồi. Nhưng bạn mới ngồi cùng bạn với bạn là Trang Ho mà. Như vậy thì sao chứ? Tất cả các bạn gái ở trong lớp ai cũng đều thích Trang Ho hết á. Không giống như những bạn nam khác, Trang Ho là một người trầm tĩnh và kín đáo. Và nghe đồn là nhà bạn ấy rất dài và có ngôi nhà rất rộng lớn luôn. Thật như vậy sao? Nếu vậy thì chắc chắn bạn ấy sẽ mang theo nhiều bánh ngon lắm đây. Nhà bạn mình ở đâu? Ăn chưa thôi, ăn chưa thôi. Cái gì vậy chứ? Lại là đậu với cá cơm nữa sao? Mình đã nói với mẹ là mình không thích rồi mà. Để xem các bạn khác có món gì ngon đấy. Ủa, bạn ấy đang làm gì đó? Chắc là bạn ấy đem theo món gì ngon lắm đây. Trang Ho à, đi mình một chút đi. Không thể nào. Kim Trang Ho, ngày hôm nay mình sẽ ăn hết bữa trưa của bạn. Mọi người đã tới lớp của thầy giáo dục thể chất rồi. Vì vậy nên bây giờ nó sẽ thuộc về mình. Chuyện này là sao vậy chứ? Không có một chút thức ăn nào ở trong hộp này luôn. Cái gì vậy ta? Kim Trang Ho, con người này thật là đáng ngờ mà. Chuyện gì vậy? Mình nghĩ là nhà bạn ấy rất giàu có, nhưng sao lại như vậy chứ? Anh nè, em đói bụng quá. Em cũng vậy. Chờ anh một chút nha, anh sẽ nấu cho tụi em ăn. Trời ơi! Chơi cha đúng. Bạn làm gì ở đây vậy? Mẹ của Trang Ho nhìn y chang như mẹ của mình. Chị ơi, em gọi chị là chị có được không? Em cũng vậy, em gọi chị là chị luôn nha. Không thể được, chị gọi chị ấy là chị trước nên em không thấy gọi. Sao chị gọi được mà em không được? Chị kỳ quá. Chị không được, chị không được đánh nhau. Chị không được đánh nhau. Nè mấy đứa, đừng có đánh nhau mà. Hả? Em ra. Chị gọi trước, chị không được đánh nhau. Giờ mình lại nha. Chà đu à, bạn tuyệt vời thiệt ha. Thôi đi, mấy chuyện này mà tuyệt vời cái gì chứ. Mình cũng có đứa em gái và đứa em trai giống y như bạn vậy đó. Thì ra là như vậy. À, trời ơi, lại là cháu nữa sao? Khi nào mẹ mới về vậy? Mẹ luôn làm những món ăn rất là ngon. Phải đó anh à. Mấy đứa à, đừng có như vậy nữa. Mấy đứa đừng có phàn nàn về đồ ăn nữa. Mấy đứa không muốn ăn đồ ăn của anh trai mình đã nấu hay sao? Dạ, dạ tôi sẽ ăn. Cha Đu à, cảm ơn bạn nhiều nha. Hey, đâu có gì đâu. Mình xin lỗi vì đã theo dõi bạn về tới tận nhà của bạn. Đừng có bận tâm, tụi mình là bạn bè với nhau mà. Mẹ của bạn luôn về nhà trễ như vậy sao? Hả? À không, chuyện này... Thật là khó để chăm sóc các em khi ba mẹ vắng nhà ha. Thật sự ra, ba mình đã mất khá lâu rồi. Và mẹ mình cũng đã không về nhà cũng một thời gian. Gì chứ? Mẹ của mình đã rời khỏi nhà để đi làm từ hồi tháng trước. Tới giờ vẫn không tin tức gì. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Tất cả thức ăn của em để ở trong tủ lạnh đều biến mất hết rồi.
Là ai vậy? Là ai vậy? Ủa? Hả? Wow, nhìn ngon quá đi. Đây chính là món ăn yêu thích của em mà. Vì vậy mẹ đã bôi bột Quỳnh Quang vào trong tủ lạnh rồi. Hãy nói cho mẹ nghe, Malin. Con đã làm gì với số thức ăn đó? Cha Đu ơi. Ủa là ai kêu ạ? Ủa mẹ ơi. Con nói gì vậy? Sao lại kêu mẹ? Con là con của ai? Con xin lỗi bác. Vì nhìn bác giống mẹ của con quá. Con là bạn của cha Đu. Và con tới đây để trả lại cái này. Gì chứ? Cha Đu luôn mang thức ăn cho con vào mỗi buổi sáng. Con thật sự rất cảm ơn ạ. Đồ ăn ngon lắm bác ơi. Ồ, như vậy có nghĩa là con ngày mai con sẽ mang trả lại các hộp đựng thức ăn cho bác nha. Con thật sự xin lỗi bác. Không sao đâu, bác sẽ cho con thêm nữa. Nếu con cần thêm thức ăn thì cứ việc mang hộp đến chỗ bác. Ôi trời, cha Đu à, sao con không chịu nói sớm cho mẹ biết về chuyện này chứ? Tự nhiên lén lút lấy thức ăn đem đi làm gì? Vậy thì con nghĩ là mẹ sẽ nổi giận. Các em của Trang Hô đều rất thích các món ăn này. Mình thích các món ăn mà bạn mang tới lắm đó, cha Đu à. Vì bác là đầu bếp số 1 thế giới mà. Mẹ ơi mẹ. Hai em à, bác đây là mẹ của chị cha Đu mà. Gì hả? Bác ấy không phải là mẹ của chúng ta sao? Thôi được rồi, đừng khóc nữa mà. Thôi đừng có khóc nữa. Sự cảm ơn bác rất nhiều vì ngày hôm nay. Không có gì đâu, con mau vào trong nhà đi. Chắc các em của con sắp thức dậy rồi. Xin lỗi cho hỏi, chị có biết địa chỉ này ở đâu không? Chú đưa con xem thử cho chú. Đây nè. Đây là địa chỉ nhà của con mà. Hay quá, đây là thư của mẹ con gửi về. Các con của mẹ vẫn khỏe chứ? Mẹ có một công việc ngoài thành phố và mẹ sẽ cố gắng quay trở về với các con sớm thôi. Vì vậy mẹ đã không nói cho các con biết về việc này. Ở đây có rất nhiều việc phải làm nên mẹ không thể về thăm các con được. Mẹ thật xin lỗi các con. Mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền và sớm quay về với các con.
Hả? Mẹ ơi mẹ, con cảm ơn mẹ. Chắc các em biết hôm nay là ngày đặc biệt của trường ta đúng chứ? Cô muốn giới thiệu một người. Em ấy là cựu học sinh của trường chúng ta, em Ohanen. Chào các em, chị là Ohanen. Chị đẹp quá à. Trước đây chị đã từng là học sinh của trường chúng ta và bây giờ đang làm việc ở hãng hàng không Nụ Cười. Rất vui khi được gặp các em. Chúng em chào chị ạ. Hôm nay chị đến đây là để chia sẻ với các em những kinh nghiệm và kiến thức của mình về nghề tiếp viên hàng không. Lịch bay của chị rất là dày đặc, thậm chí có những ngày chị phải ăn sáng ở Thụy Điển và ăn tối ở Pháp. Nhưng chị cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Bữa sáng ở Thụy Điển và bữa tối ở Pháp sao? Chị ơi, cho em hỏi, có gì khách đặc biệt nào mà chị nhớ hay không vậy? Đương nhiên là có chứ. Mấy năm trước chị đã được vinh hạnh gặp tổng thống của nước Pháp trên một chuyến bay riêng của ông ấy. Ông ấy không biết nói tiếng Hàn, cho nên chị đã dạy ông ấy cách nói xin chào bằng tiếng Hàn. Chị đã gặp tổng thống nước Pháp. Và một lần khác có một vị khách bị lên cơn đau tim suốt cả chuyến bay luôn. Nhưng may mắn là cuối cùng bọn chị cũng đã cứu sống được anh ấy. Wow, mọi người ngầu thiệt đó. Có đúng không hả Minji? Chadu à, đúng là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của mình. Cuối cùng chị muốn nói là vào mỗi kỳ nghỉ hàng năm của học sinh sinh viên nước ta, hãng hàng không Nụ Cười luôn tổ chức 3 ngày cắm trại đặc biệt, nó dành cho những ai cảm thấy hứng thú trở thành tiếp viên hàng không. Chị hy vọng các em sẽ đến tham gia. Minji à, bạn đi đâu vậy? Mình đi đăng ký tham gia cắm trại đây. Sao mình có cảm giác là lạ vậy ta? Chadu ơi, đi học thôi. Dạ, xin lỗi nha, lại để bạn đợi nữa rồi. Minji à, quần áo của bạn sao vậy hả? Mình chỉ thay đổi cách ăn mặc thôi mà. Bạn thấy sao, nhìn mình có được không? Tất nhiên là được rồi. Nhìn bạn rất là trưởng thành luôn á Minji. Cảm ơn bạn nha. Bạn cười lớn như vậy để làm gì chứ? Cái này không phải là cười lớn đâu Chadu, đó là mỉm cười. Từ giờ mình sẽ vì ước mơ của mình mà chuẩn bị mọi thứ. Ước mơ? Bây giờ mình đã biết lớn lên mình muốn trở thành ai rồi. Mình sẽ trở thành một tiếp viên hàng không, một bông hoa xinh đẹp nở trên bầu trời. Chadu ơi, bạn sẽ ủng hộ mình đúng chứ? Tất nhiên mình sẽ ủng hộ bạn rồi. Loại thức uống nào vậy? Bạn nói gì ạ? Chúng tôi có coca, bảy ớt và nước cam. Ngài chọn cái nào? Thôi, làm ơn cho tôi một ly bảy ớt. Tôi hy vọng dịch vụ của chúng tôi có thể giúp quý bà hoàn thành buổi học một cách thoải mái nhất. Mình nói nè Minji à, hôm nay tụi mình qua nhà của Sơn Hun để coi phim kinh dị đi. Không phải làm sao đây? Hôm nay mình có buổi học đầu tiên ở trường ngoại ngữ Cang Nam rồi. Mình mới đăng ký học tiếng Anh đó. Hả? Mình quyết tâm làm tất cả để thực hiện ước mơ của mình, cho nên khoảng cách không là gì cả. Tức là từ bây giờ bạn sẽ bắt đầu bận lắm, có đúng không Minji? Keep your chin up, Chadu. I am still your best friend. Bạn đang nói cái gì vậy? Đừng lo lắng nha, mình vẫn mãi là bạn tốt của bạn, Chadu à. Mình nói nè Chadu, chú của mình mới gửi cái này về. Hả? Mình mang theo để chia cho bạn nè. Bạn thích nhất sô-cô-la mà có đúng không? Ê, trời ơi, có nhiều sô-cô-la quá đi à. Cảm ơn nha, mình nhất định sẽ ăn thật ngon. Hả? Sô-cô-la Bạn quá đáng quá nha. Ôi Minji ơi, đây là kẹo bà bạn thích ăn nhất đây nè. Sô-cô-la thì mình sẽ bị béo phì giống Đôn Đôn mất. Cô tiếp viên ơi, cô có thể cho con một cái mền mỏng được không?
Cô ơi, cô có thể mở nhỏ đèn ở đây được không? À, cô tiếp viên ơi, tim của tôi đau quá đời. À. Hả, quý khách ơi. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Cô tiếp viên ơi, tôi đã ổn rồi, không cần làm nữa đâu mà. Hên quá đi. Nhưng để sơ cứu đúng cách, bây giờ tôi sẽ đấm vào tim của quý cô. Không cần đâu, tôi đã nói là tôi khỏe rồi mà. Hên quá đi ạ, xém chút nữa là xong đời rồi. Cái này không được rơi vào tay bất kỳ ai khác ngoại trừ mình. Kính thưa quý ông và quý bà thân mến, hãng hàng không nụ cười xin được vinh danh Hoa hậu Hàn Quốc nhé. Có chuyện gì xảy ra với bạn ấy vậy? Mình nghĩ bạn ấy bị bệnh rồi. Ngã. Ủa, Chandu đó hả? Chandu ơi, mình đã viết thư cho chị ơi và đã được chị ấy hồi âm rồi, mình phấn khích quá đi à. Chị ấy nói mình sẽ là một tiếp viên hàng không rất là tuyệt vời đó. Chưa hết đâu, chị ấy còn nói sẽ dẫn mình đi tour khi tham gia cắm trại nữa. Chuyện này hơi bất ngờ, đúng là không thể tin được mà. Dạ, Chandu xin nghe. Chandu ơi, bạn đi chỗ này với mình có được không? Mình cần người phụ đóng gói đồ đạc. Ờ, vậy sao? Nhưng mà mấy ngày nữa mới diễn ra cắm trại mà. Mình cần đóng gói trước á mà. Cô giáo nói sẽ gọi cho mình để thông báo về địa điểm cắm trại đó. Nhưng mà mình nôn nóng quá, không thể đợi được. À, mình biết rồi, mình sẽ qua nhà với bạn liền. Chandu, bạn đi đâu vậy? Tại sao mình phải nói cho bạn biết mình đi đâu? Hả? Hành lý đó là sao đây? Bạn không đang định đi đâu hả? À, mình chuẩn bị đi cắm trại đó. Mình đã đăng ký bên công ty nụ cười và nhận được thông báo của họ. Thật ra thì mình chỉ đăng ký cho vui, ai ngờ lại duy nhất là người trong lớp được chọn. Bạn nói cái gì? Người duy nhất là sao chứ? Làm gì có chuyện đó hả? Ồ, bạn không biết chuyện này hả? Vậy còn Minji thì sao? Minji ơi, mình là Chandu nè, mở cửa cho mình đi. Minji à, mình nghe được mọi chuyện rồi, bạn đừng có buồn nữa, hãy ra đây nói chuyện với mình đi. Nè Chandu à, Minji nói bây giờ con bé không muốn gặp bất kỳ ai hết á. Nó đã nhốt mình ở trong phòng cả ngày nay rồi. Giờ phải làm sao đây? Con bé thật sự rất thất vọng. Minji à. À, Minji ơi, là mình nè. Mau mở cửa cho mình đi. Giờ không chịu mở cửa có đúng không? Được rồi, mình sẽ làm theo cách của mình. Xin lỗi nha. Ready. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Minji à, ngừng lại đi. Chandu à, hãy để mình được ở một mình đi. Bây giờ mình không muốn gặp bất kỳ ai hết. Minji à, không được tham gia cắm trại nhưng vẫn có thể trở thành tiếp viên hàng không mà. Mình biết bạn rất trông đợi ngày này nhưng mà... Đâu phải chỉ trông đợi thôi đâu. Mình đã mơ về nó mỗi đêm, ba ngày cũng nghĩ đến. Mình biết mình không đủ tốt chất nhưng mình thật sự rất muốn đi mà. Mình đã rất hào hứng cho tới khi người mà họ chọn là anh thôi chứ không phải là mình. Mình tuyệt vọng quá Chandu. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Minji à, bạn phải mạnh mẽ lên. Được rồi, bây giờ lần lượt từng em một lên xe, không được chen lấn nhau nghe chưa? Dạ. Các em nhớ cẩn thận đó nha. Cô ơi, chờ em với. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm. Liên Hồi, chuyện gì vậy? Mình đi thẳng vào vấn đề nha. Bạn có thể nhường cái vé đi cắm trại với nụ cười lại cho mình được không? Bạn nghĩ mình bị điên hả? Sao mình phải làm như vậy chứ?
bởi vì có một người thật sự cần tấm vé đó hơn bạn ên hui à. Hãy nhường lại cho bạn đó đi. Ha, đúng là một tình bạn thật cảm động. Nghe bạn nói mà mình sắp khóc luôn rồi. Nhưng tiếc quá à, mình không có ý định nhường cái vé cho bất cứ ai hết. Mình biết ngay là bạn sẽ nói như vậy mà. Yên tâm đi, mình đã có một thứ để đổi cho bạn. Ủa, món đồ ở đây biến mất đâu rồi ta? Shadow giữ gìn nó còn hơn báu vật nữa kia mà. Bây giờ mình có cảm giác mình như là hoa hậu Hàn Quốc nhí vậy. Mình không cần cái Dương Miễn ngu ngốc đó. Thật sự không cần. Nó chỉ là cái Dương Miễn ngu ngốc. Nhưng nếu mình chỉ có thể đi cắm trại thì mình... Chanu ơi. Hả? Minji à, bạn về rồi hả? Cuối cùng bạn cũng về rồi. Vừa về là mình qua đây liền á. Mình có nhiều chuyện muốn nói với bạn lắm. Có thể nói đây là 3 ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha, Chanu. Để đền đáp cho bạn, mình đã sẵn sàng để thực hiện ước mơ của mình. Thiệt là tốt quá. Mình tin tưởng vào bạn. Nhất định bạn sẽ trở thành một nữ tiếp viên hàng không tuyệt vời cho coi. Mình nói nè, Chanu, mình sẽ không trở thành tiếp viên hàng không nữa. Cái gì chứ? Mình đã biết được để làm việc ấy rất là khó khăn. Nhưng cũng chính vì vậy, mình đã quyết định sẽ trở thành một phi công. Lần này mình đã hoàn toàn chắc chắn rồi. Bạn sẽ ủng hộ mình đúng không? Tất nhiên rồi. Máy tính, tủ lạnh hư, đồ điện hỏng không xài nữa đây. Ủa chị ơi, sao kỳ vậy? Cái tivi đó giống hệt như tivi của nhà mình luôn kìa. Không phải đâu, chắc tivi của nhà ai đó nhìn giống thôi à. Vậy là họ đã có tivi mới rồi đó, ghen tị ghê. Mẹ ơi, tivi của nhà mình đâu rồi hả mẹ? Mẹ đã bán rồi. Rồi. Nhưng tại sao mẹ lại bán tivi vậy? Hai đứa mau về phòng làm bài tập của mình đi, nhanh lên. Chị ơi, chị có thấy chuyện này kỳ lạ không? Bình thường không phải mẹ cũng xem tivi rất nhiều hay sao chứ? Nếu không được xem phim hoạt hình nữa thì chắc chị sẽ nổi loạn cho con. Khoan đã, có khi nào mẹ bán tivi cũ để mua tivi mới không? Sắp tới là sinh nhật của em rồi. Để em hỏi bà thử coi, biết đâu chúng ta có tivi mới xem. À, em nói thiệt hả? Bà xã à, ba về rồi kìa. Đừng làm kẻ nổi loạn. Giờ là lúc nào rồi mà anh còn tâm trạng để say xỉn hả? Anh gặp dân trên chưa? Đã nói chuyện với người ta chưa? Anh đã tới nhà tìm nhưng không có ai ở đó hết. Tại sao cậu ấy lại có thể đối xử với anh như vậy? Em đã nói với anh là phải cẩn thận khi cho người ta mượn tiền rồi mà. Cho dù là bạn bè cũng vậy. Có nghĩa là Chanu à, bạn làm xong bài tập toán chưa vậy? À, phải rồi ha. Đó là bài tập về nhà mà. Nếu lát nữa cô kiểm tra chắc chắn mình sẽ gặp quả lớn cho mà coi. Minji à, cho mình mượn bài tập của bạn đi. Mình sẽ chép nhanh thiệt là nhanh luôn. Chanu à, thực ra hôm qua mình đã định làm bài tập rồi. Nhưng mà vì nhà của mình có chuyện cho nên là... Nhà bạn có chuyện gì vậy hả? Chuyện này khó nói lắm. Mình không biết phải nói sao với bạn nữa đây. Liệu mình có tin được bạn hay không đây, Chanu? Hả? Ý của bạn là sao chứ? Bạn nghĩ là mình đang nói dối để được chép bài tập của bạn hả? Các em, tiết đầu tiên là tiết toán đúng không? Các em đã làm bài tập tuần trước cô giao hay chưa nè? Thôi tiêu rồi. Nè cả lớp, các em đã nhớ công thức tính diện tích hình tam giác rồi có đúng không? Cho cha đu! Mau giơ thẳng hai tay lên chịu phạt cho cô. Cha đu à, tay của bạn có bị mỏi lắm hay không? Lát nữa về ghé qua nhà mình cùng làm bài tập đi nha. Có phải hồi sáng bạn đã thực sự nghĩ rằng mình nói dối để khiến bạn đưa bài tập cho mình chép có đúng không? Chuyện đó, mình chỉ nghĩ nếu đưa bài tập cho bạn chép thì không tốt cho bạn lắm. Thì ra bạn thật sự nghĩ là mình quên làm bài tập gì ham chơi sao? Rõ ràng mình đã nói là nhà của mình có chuyện rồi. Chanu à.
chua. Dạ. Chỉ một chút nữa thôi là mình thắng rồi. Dạ. Còn có vòng cuối cùng thôi mà. Bạn chơi tiếp đi. Mình cũng muốn được nhìn thấy bạn qua vòng cuối cùng. Nhưng mà bạn là ai? Nhanh lên, bắt đầu rồi. Bạn cứ để đó cho mình. Bạn đã chiến thắng. Bạn chơi giỏi thiệt nha. Tụi mình làm bạn với nhau ha. Tên của mình là Tê Hui. Nè Chadu, bạn có thích vẽ tranh hay không vậy hả? Đó là môn mình thích nhất luôn á. Thiệt vậy hả? Lát nữa bạn có muốn đi vẽ tranh với mình không? Hả? Ở đâu lận vậy? Mình cứ tưởng là chúng ta sẽ đi vẽ tranh chứ. Sao bạn lại tới nơi này? Hả? Là tranh mình vẽ đó. Khi tâm trạng không tốt, mình hay tới đây vẽ tranh lắm. Nhưng mà tụi mình có nên vẽ ở đây không? Bạn yên tâm, mấy cái này có thể dùng nước xóa đi hết mà. Nhìn hay thiệt á. Vậy còn chờ gì nữa, bạn cũng thử vẽ đi. Công nhận nhìn vui thiệt ha. Vui đúng không? Cha đu à. Rốt cuộc con đã làm cái gì ở trường vậy hả? Cô mới vừa gọi điện mắng vốn mẹ kìa. Cô nói con không chịu làm bài tập về nhà, lại còn ngủ gật ở trên lớp nữa. Đó là vì con có chút việc cần phải làm với bạn của con. Con nói cái gì? Mẹ không có dư tiền trả tiền học để con bỏ đi chơi với bạn bè đâu, con biết chưa? Vậy chắc con bỏ học là được chứ gì. Dù sao nhà mình cũng hết tiền rồi. Con vừa mới nói cái gì? Chú Dân Chất đã học ở một trường đại học rất tốt, nhưng rốt cuộc chú ấy vẫn phản bội ba. Con làm sao con biết được chuyện đó? Mẹ nói học hành chăm chỉ sẽ biến con thành một người tốt, nhưng đó chỉ là nói dối thôi. Cái con bé này, hôm nay mẹ sẽ không tha cho con đâu. Tao cởi vớ ra nhanh lên. Bà xã à, em hãy bình tĩnh lại. Trời ơi, chắc bạn đau lắm đúng không? Hên là còn có ba của mình nên không tới nổi nè. Cha đua à, mình mới nghĩ ra ý này. Mình hãy tới tiệm tóc làm đẹp đi. Ở đó mình sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Là Minh Chi hả con? Bác gọi để hỏi thăm vì chưa thấy cha đua về nhà đó mà. Không có gì đâu, con bé vừa về tới nhà rồi. Thiệt. Làm gì với mái tóc của mình vậy? Ai, được rồi, mấy đứa mau về phòng đi. Anh bỏ em ra coi. Bây giờ con bé đang rất nhạy cảm đó em. Nếu em nổi giận với nó, anh nghĩ sẽ không tốt đâu. Công nhận nhìn mình lạ thiệt ha. Nhưng lại giống một nghệ sĩ. Nhìn đẹp ơi là đẹp luôn. Cha đu à, bộ bạn bị bệnh gì hả? Nhà bạn xảy ra chuyện gì sao? Tóc ướp tóc của bạn rất là đẹp. Nhưng mà nói thiệt là mình thích kiểu tóc cũ hơn. Sao vậy? Mình thấy kiểu tóc này rất là mới lạ mà. Bạn thấy thích là được rồi. Mà Chadu nè, mình có chuyện muốn nói á. Liên quan tới cô bạn mà bạn đang chơi chung á. Tê Hui hả? Mình không nghĩ bạn nên đi chơi nhiều với bạn ấy đâu. Tại sao chứ? Bạn lấy tư cách gì mà cấm mình chơi với người khác? Lúc mình thật sự cần bạn giúp đỡ thì bạn lại nghi ngờ mình. Và người đã giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn không phải là bạn mà chính là Thê Hui đó. Cha đâu à? Không phải là mình không tin bạn, mình chỉ lo lắng thôi. Cái gì đây? Cha đu à, mình làm vậy là vì lo lắng cho bạn thôi mà. Đừng hiểu lầm mình nha. Bây giờ tụi mình đang học toán ở nhà của Sơn Hôn đó. Tụi mình sẽ đợi bạn tới cùng học luôn ha. Nhất định phải tới đó. Trời ơi thiệt là, sao bạn phiền dữ vậy? Nếu không có chuyện gì làm thì về nhà học bài đi, đừng đi theo mình nữa. Nhưng chúng ta là bạn mà, mình không thể khoanh tay đứng nhìn bạn mãi lún sâu vào con đường này được. Mình đã từng nghĩ chúng ta là bạn của nhau đó, nhưng mà bạn thì lúc nào cũng chỉ trích tất cả những việc mình làm.
Mình không chỉ trích mà chỉ lo lắng cho bạn thôi. Mẹ của bạn cũng lo lắng cho bạn lắm đó. Sao tự nhiên nhắc mẹ mình ở đây làm gì? Đi cho khuất mắt mình đi. Mình muốn ở đây chơi game. Tê Huy à, bạn lấy tiền ở đâu ra vậy? Mình nhớ là bạn đã xài hết tiền từ lâu rồi mà. Thì sao? Bạn nghĩ mình đang ăn cắp đúng không? Tiền này là do ba của bạn mới đã cho mình đó. Wow. Chú ấy là người lạ nhưng còn tốt hơn bạn rất nhiều lần. Không la hét với mình còn cho mình tiền mua bình xịt màu nữa. Tê Huy à, bạn đang nói gì vậy? Trời, làm hết không? Bạn tới hồi nào vậy? Mình hỏi là bạn vừa mới nói cái gì vậy? Cái đó thực ra là... Bác là ba của cha Đu sao? Nhưng cha Đu đã về từ nãy giờ rồi bác ơi. Bác biết là con bé đã về rồi. Hôm nay con bé về trễ hơn mọi ngày nên bác đã đi tìm và thấy hai đứa. Nhưng mà bác tìm con có chuyện gì không bác? Bác muốn hỏi con một chút chuyện. Có vẻ như con là một cô bé tốt, cho nên để cha Đu chơi với con bác cũng thấy rất là yên tâm. Dạo gần đây nhà bác có chút rắc rối nên cha Đu buồn lắm. Ở nhà nó không nói chuyện với ai, nhưng khi đi với con thì lại cười nói rất vui vẻ. Con hãy cầm số tiền này rồi cùng đi ăn với cha Đu. Với lại còn mua bình xịt màu nữa nha. À mà con đừng nói gì cho cha Đu biết hết. Ba của mình, bây giờ ba làm gì còn tiền chứ. Chuyện gì ba cũng biết vậy mà. Cha Đu. Alo. Dạ là tôi đây. Là anh Dân Trên hả? Anh đợi một lát, tôi chuyển máy liền nè. Mình ơi, là anh Dân Trên gọi cho anh đây nè. Wow, đồ ăn ngon quá đi. Ba ơi, bạn của ba đã trả tiền cho nhà mình rồi sao? Vậy sinh nhật con có thể mua tivi mới không? Con bé này thiệt là, coi tivi thì có gì đâu tốt. Để dành thời gian đọc sách đi con. Ba đang nghĩ là mình có nên mua một cái thật mắc tiền hay không? Mẹ ơi, nếu như nhà mình đã có tiền rồi, vậy mẹ hãy cho con tiền tới salon để nhuộm lại mọc tóc cũ được không mẹ? Con đừng có ở đó nằm mơ nữa. Tiền ở đâu ra? Để mẹ đi siêu thị mua thuốc về nhuộm tóc cho con đi nè. Chà, chắc giờ mở ra được rồi ha. Sao vậy? Hả? Hả? Tóc của mình làm sao vậy nè? Trả lại tóc cũ cho con đi. Sao vậy? Mẹ thấy tóc này đẹp quá mà. Siêu nhân tia chớp vẫn là giỏi nhất. Họ không chỉ có trên phim thôi đâu. Các diễn viên chính sẽ ra mắt tại nhà hát và ký tặng người hâm mộ đó. Ký tặng sao? Rồi. Làm sao để có được chữ ký của họ bây giờ? Chuyện đó thật sự là hơi khó. Chúng ta phải mua vé vào thì mới có chữ ký của họ được. Có thể sẽ có nếu đi chung với mình. Bằng cách nào? Mình đã có vé rồi đây nè. Ta-tam. Vé dành cho hai người. Nói dễ hiểu hơn, mình có thể mời một người trong số các bạn đi cùng với mình. Các bạn sẽ mời một người trong tụi mình sao? Xin chào cha Đu. Ôi trời ơi, chính là anh Quân Ba. Nè cha Đu, để em phải đợi chờ lâu. Anh xin lỗi vì đã đến trễ nha. Ôi, trong tình yêu anh không nên và không bao giờ cần phải nói câu xin lỗi. Chỉ cần một nụ hôn nồng thắm là đủ. Đâu đâu anh ơi. Vậy chúng ta sẽ đi chung được chứ? Hả? Không có chuyện đó đâu.
Có nghĩa là chúng ta cần phải chơi công bằng với nhau hay sao hả? Ý bạn là sao? Mình đã hỏi bạn ấy trước chứ bộ. Đó là do bạn nghĩ mà thôi. Bởi vì hiện bây giờ Đôn Đôn vẫn chưa quyết định mà. Đôn Đôn à, bạn có muốn đi cùng Cha Đu, người thường hay ăn hiếp bạn không? Đôn Đôn à, bạn có muốn đi cùng với Chô Dông, người đã mép với cô giáo rằng bạn nói chuyện riêng trong giờ học hay không hả? Tại sao các bạn không tự quyết định bằng cách chơi quảnh tù tì với nhau đi? Là quảnh tù tì. Quảnh tù tì. Bao. À, bao. 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 Chắc em nghe đây, hôm nay ai không mang theo dụng cụ học tập thì ra đứng phía sau. À, mình quên mang rồi. Khoan chờ đã. Nè, cầm lấy đi. Dạ thưa cô, hôm nay em đã quên đem dụng cụ học tập. Trời ơi, Cha Đu. Mình muốn được chia sẻ phần xúc xích với bạn. À, bạn cũng thích ăn trứng mà đúng không? Xin cho giống. À, mình tự hỏi không biết có ai muốn dọn nhà vệ sinh thay mình không? Gì chứ, cái tên đáng ghét này. Ý của bạn là sao? Đơn đơn à, mọi người đều phải thay phiên nhau làm mình mà. Sẽ nhận làm thay cho bạn ấy. Vì tụi mình là bạn tốt mà. Hãy chờ đã, hãy chờ đã, mình sẽ làm thay cho bạn. Bỏ cuộc đi xin chơi ăn. Không đời nào đâu chơi Cha Đu. Mình thấy khát nước quá. Khát nước hả bạn? Nè nè nè, chọn món bạn thích đi. Kem trái cây. Đây. Có rất nhiều đồ ăn, bạn muốn ăn gì thì cứ nói nha. Chuyện gì vậy Cha Đu à, bạn không sao chứ? Những cái tên bập Đôn Đôn kia, sau buổi chiếu phim bạn sẽ biết tay mình. Ồ, Chô Dông đã bỏ cuộc rồi hả? Không thấy đâu hết. Bạn nói đúng ha, nãy giờ không thấy bạn ấy đâu hết. Trời Cha Đu, bạn phải trả giá cho chuyện này. Mà chen dữ vậy. Đơn Đơn à, chúng ta hãy mau vào bên trong đi. Sao vẫn chưa thấy Chô Dông tới vậy? Sao kỳ quá. Chờ mình với. Xin lỗi mình tới trễ. Giờ Chô Dông cũng đã tới rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Người sẽ đi xem phim cùng với mình chính là Làm ơn. Chính là Xin Chô Dông. Tại sao không phải là mình? Đó chính là gì? Chô Dông đã tặng mình máy chơi game mới nhất. Như vậy không được, đó là gian lận. Trời, Cha Đu nghe đây, điều này chính là do bạn không sử dụng bộ não thôi à. Người thông minh phải biết sử dụng bộ não, bạn đã hiểu chưa? Xin chào mọi người. Xem là anh Quân Bang kìa. Thật sự chính là anh Quân Bang kìa. Họ thô lỗ quá đi. Mình nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng mà làm sao bạn có thể chen nổi với những người đó được chứ? Mình sẽ coi phim rồi kể lại nội dung cho các bạn biết nha. Biến hình. Có vẻ như không dễ dàng gì. Nghe, dừng lại. Cái gì vậy? Trang Cha Đu, bạn thiệt là giỏi á. Có lẽ do mình làm việc quá mệt nên người mình mới nặng nề như vậy. Trời ơi,
con là ai vậy? Con xin lỗi chú. Bỏ chân chú ra coi. Bỏ ra. Nè, bỏ ra. Chuyện này không hay rồi. Nè, con bé kia đứng lại. Xin chào các bạn, các bạn có khỏe không? Thật hạnh phúc khi gặp các bạn. Siêu nhân tia chớp. Ồ, đứng lại chưa? Con bé kia. Ở trời, cái bóng kia sao thấy quen quá vậy ta? Mình cũng thấy vậy, cái bím tóc đó nhìn rất giống. Nè, chắc không phải đâu. Nè, đứng lại, con bé kia, đứng lại. May quá đi, đã thoát được rồi. Bây giờ để coi ngồi ở đâu đây. Có rồi. Thành quả sau bao nhiêu vất vả đây. Tới giờ chiếu rồi. Nhưng mà sao tự nhiên mình cảm thấy buồn ngủ quá là sao ta? Phải công nhận là bộ phim đó rất tuyệt vời. Mình thích nhất là cảnh siêu nhân tia chớp biến hình đó. Có một con rồng bay từ trên trời xuống đấu với siêu nhân tia chớp. Đây là bộ phim hay nhất. Thật sự là có cảnh như vậy sao ta? Ôi Chanu à, bạn cũng vào trong rạp để coi phim mà. Sao không nói gì hết nhỉ? Tại vì mình không thấy có gì đặc biệt hết. Vậy chuyện gì xảy ra với siêu nhân tia chớp ở cảnh cuối hả? Khi đấu với kẻ xấu có bị sao không? Thì là vậy đó. Sao? Mình cũng tò mò muốn biết lắm. Thì là ở cảnh cuối phim, sau khi siêu nhân tia chớp đánh bại mấy kẻ xấu, trong lúc anh ấy ngồi nghỉ thì có một cô gái bím tóc xuất hiện. Cô gái đó chính là người siêu nhân tia chớp đang yêu. Ồ. Sau khi siêu nhân tia chớp đánh bại tên lãnh chúa, anh ấy đã lập tức đi tìm gặp cô gái bím tóc đó. Cảnh hai người gặp nhau thiệt là cảm động. Chơi đưa à, anh ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô gái đó chứ. Sau đó họ nắm tay nhau và hét lên thật là to: siêu nhân tia chớp. Và từ đó về sau họ sống hạnh phúc và bên nhau mãi mãi. Phiên bản của Shadow hay hơn nè. Mẹ ơi, mẹ phải đi tới một tuần lận sao? Bởi vì bà ngoại bị bệnh mà con. Vậy tức là tụi con phải tự chăm sóc lẫn nhau hả mẹ? Có ba nhà nữa mà. Mình à, anh mà bỏ lơ bọn trẻ là anh chết chắc với em đó, anh có biết chưa? Anh hứa là sẽ chăm sóc tốt bọn trẻ, cho nên em cứ yên tâm lo chăm sóc cho mẹ đi nha. Trời ơi, em không biết là em có thể tin tưởng anh được hay không đây. Em về quê chăm sóc mẹ thì anh phải phụ em thôi. Có anh ở đây rồi, em đừng có lo lắng. Và nhớ tự chăm sóc mình đó nha. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Có vẻ anh đã trưởng thành hơn trước nhiều. Được rồi, có chuyện gì hãy gọi điện cho mẹ, có nhớ chưa? Ôi trời ơi. Mẹ ơi. Được rồi, mẹ đây nè con. Mẹ ơi. Thôi mẹ đi đây, hẹn gặp các con vào tuần sau. Nè em trai à, em làm tốt lắm. Chị ơi, chúng ta có thể coi tivi tới bao lâu vậy? Coi tivi bao lâu hả? Coi cho tới khi nào chúng ta buồn ngủ. Đầu tiên sẽ tìm mấy món ăn vặt trong khi coi tivi. Nếu không có thì lấy tiền mẹ đã cho đi mua đồ ăn vặt. Yeah. Ba ơi, chúng ta hãy đi siêu thị thôi ba. Đã lâu lắm rồi mình không được uống một chầu thật thoải mái với bạn bè. Có vẻ chúng ta mua hơi nhiều rồi đó. Nhiều tới nỗi đem về vất vả luôn. Nhiều quá à. Đừng có hỏi nữa, mấy em hãy mau bỏ vào trong tủ lạnh đi. Nhưng mà tại sao lại bỏ vào tủ lạnh? Nếu như để cho đồ ăn lạnh thì ăn sẽ ngon hơn. Hãy mau bỏ hết đồ ăn vào trong tủ lạnh đi nào. Nhanh tay lên. Tủ lạnh.
vậy chắc là được rồi đó. Khoan hô! Hè đi coi TV đi. Ê, anh đang nó đúng không? Không thể tưởng tượng được. Bao giờ gặp phải cái đó hết á. Thì mình hết trơn đúng rồi. Đúng là mắc cười thiệt đó. À, chị ơi, có chuyện rồi, tới đây mau. Gì vậy, chương trình đang hay mà. Nhanh lên, chị tới đây mau. Sao, có chuyện gì chứ? À, chị ơi, chị nhìn kìa, bị đổ ra hết rồi. Làm sao bây giờ chị, khi mẹ quay về mà biết nè, được. Nè bình tĩnh thì... đi, chắc có lẽ là do cửa tủ lạnh bị mở ra thôi. Bây giờ nói thế nào cũng do ít thôi. Hả, chị có cách rồi, gọi điện thoại cho ba về giúp đi. Sẽ không sao đâu mà, em đừng lo. Khang Ly, Khang Ly. Ôi trời. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Vợ tôi đang đợi nên chắc tôi phải về thôi. Bộ anh không đi về hả? Dĩ nhiên là giờ tôi cũng phải đi chứ. Bây giờ cũng đã khá trễ rồi, anh nên đón taxi về nhà đi. Ai nói là tôi về nhà? Chúng ta đến quán khác tôi sẽ đãi. Thôi mau lên chúng ta đi thôi. Chờ chút đi. Đau bụng quá rồi. Chị ơi, em thấy đói bụng quá. Thôi được rồi, tất cả chúng ta đều cảm thấy đói bụng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nấu cái gì đó để ăn. Tối qua chắc là ba về nhà trễ lắm đây. Ba đã đi làm và bỏ lại tủ lạnh như vậy nè. Hôi quá đi, chắc là bị hư hết rồi. Chờ chị một chút nha. Chúng ta vẫn có thể ăn kim chi được. Có một quả trứng nè. Được rồi, chúng ta làm thử nha. Em phải đổ đủ dầu để tráng đều hết cái chảo này. Bây giờ thì hãy đổ dầu vào trong đi. Đổ đủ dầu để tráng đều cái chảo. Chắc là tụi nhỏ đã ngủ ngon giấc rồi. Chúng ta không đến quán khác hay sao? Chắc là bây giờ tôi cần phải về nhà. Được các rồi, con tạm của biệt. Ba sẽ mua gà nướng về cho các con nha. Hãy chờ ba một chút nha. Như ở nhà không có ai hết trơn. Trời. Ôi trời, cái gì vậy? Trời ơi, nhà cửa gì mà bề bộn quá trời. Không biết có cái gì đáng giá không nữa. Trời. Nhà có người hay sao?
bọn chúng đang nhìn cái gì vậy trời? À, chuyện gì vậy ta? Mẹ cha đủ à? Tôi cứ nghĩ là đến tuần sau chị mới về. Thật là may mắn là mẹ của tôi đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Ôi trời đất ơi, vậy thì tốt quá rồi. Các con à, mẹ đã về rồi đây nè. Các con à, không có mẹ chắc là vất vả lắm có phải không? Chính vì vậy mẹ đã mua hồng khô cho các con đây nè. Mình để nó ở đâu ta? À, nó đây rồi. Các con à, mau ra đây đi. Hả? Mẹ hả? Mẹ về rồi hả? Mẹ! Các con làm gì vậy? Mẹ! Ê con ơi! Con ơi con! Tại sao bây giờ con mới trở về vậy con ơi con? Anh cảnh sát ơi! Mau đi thôi! Nhanh lên! Mấy ngày nay chúng tôi đã tìm kiếm một tên trộm ở trong khu vực của chúng ta. Cũng may là không có chuyện gì xấu xảy ra hết. À dạ. Xin báo cáo, có một người đàn ông say rượu bị rớt xuống sông Hàn. Xin vui lòng kiểm tra ạ. Ồ được rồi, đã nghe rõ, tôi kiểm tra ngay. Mình đang ở đâu vậy trời? Tôi đang ở đâu đây? Ngươi là ai vậy? Con là cha đu hả? Cha đu của ba là giỏi nhất. Mẹ
mua súng cao su cho con nha. Không được, con gái con đứa ai lại đi chơi súng cao su giống như mấy đứa con trai được chứ. Nhưng không mà mẹ đâu. Ơi, con thật sự rất thích súng cao su. Mua cho con, mua cho con. Nè, con không thấy mẹ đang bận hay sao hả? Con có phải là con của mẹ không? Con mới nói cái gì? Đúng là mẹ không có thương con mà. Con chỉ là con nuôi thôi. Đừng mà. Lại có chuyện gì nữa vậy? Trời cha đu, con có đứng lại hay không hả? Con không thích cái đó đau lắm. Mẹ mà bắt được con là con chết chắc. Có chuyện đứng lại chưa hả? Đứng lại. Đứng lại đó. Thiệt là con cứ như vậy thì lớn lên sẽ làm được cái gì hả? Tại sao bây giờ con phải nghĩ tới chuyện đó chứ? Để lớn lên rồi nghĩ cũng được mà. Con nói cái gì vậy? Trời ơi là trời, sao con không hiểu gì hết. Ước mơ của ba là biến cô thành những cô gái xinh đẹp tuyệt trần, để con có thể trở thành hoa hậu thế giới. Hoa hậu thế giới. Ba, ba vẫn còn có con mà ba. Mimi à, cô bé như con sẽ không bao giờ khiến ba thất vọng. Nhưng con cả là đại diện của cả nhà, chính là con đó. Dạ. Không thể để như vậy được. Đi theo ba. Hay là để tôi giúp cho quý khách. Hả? Quý khách muốn tìm kiểu như thế nào? À, không, có vẻ quần áo ở đây không hợp với con gái tôi lắm. Để tôi xem thử, cô công chúa xinh đẹp của chúng ta sẽ phù hợp với kiểu nào đây. Trời ơi, đây là con gái của quý khách sao? Không thể tin được. Yeah. Con phải mặc cái đầm bánh bèo này hả ba? Có vấn đề gì sao? Người đẹp thì phải mặc đồ đẹp như vậy mới đúng chứ. Nhưng mà cái này hợp với Mimi hơn. Không được, ba nói con mặc thì con phải mặc cho ba. Tôi xin lỗi, chọn giúp tôi bột hát. Trời ơi, đẹp quá. Cô bé thật sự rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ cái này được thiết kế riêng cho con gái của quý khách đó. Hả? Anh nói thật. Tất nhiên rồi, cô bé như một nàng công chúa vậy đó. Cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy tôi sẽ lấy cái váy này. Anh tính tiền giùm cho tôi nha. Thấy chưa, cái váy đó rất sang trọng và quý phái. Nhìn con bé giống như đang bước từng bước tao nhã trên mây vậy. Thậm chí con bé cười cũng. Trời cha đu, con không được ăn nữa. Từ bây giờ con phải bắt đầu giảm cân đi. Người ta vẫn thường hay nói là trời đánh tránh bữa ăn đó ba. Các phụ huynh có biết trẻ con cũng có thể trở nên xinh đẹp. Hãy đến với trường dạy về nghi thức của chúng tôi. Mong cô giáo hãy để mắt tới con bé cha đu nhà tôi. Về chuyện này anh cứ yên tâm. Chỉ cần ở trường của chúng tôi một ngày thôi, cô bé sẽ trở thành một đứa trẻ dễ thương với phong cách riêng biệt. Em tên là cha đu hả? Dạ. Khi em muốn ngoáy mũi, em phải lấy một tay che lại như vậy mới được đó. Tất cả các em chú ý nha. Khi rót trà, chúng ta phải dùng tay trái để đỡ và chậm chậm đưa lên sao cho không tạo ra tiếng động. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm thử có được không? Khi chào phải nhẹ cúi về phía trước, sau đó thì ngẩng lên giống như vậy nè. Tư thế chào của cô rất là tốt. Em tặng cho cô nè. Trời cha đu. Ba thân
Siêu ơi, con gái của ba đã quay trở lại rồi đây. Con gái của ba, con học hành chăm chỉ như vậy là rất tốt. Ba rất tự hào với con. Con rất xin lỗi vì trước đây đã không biết cách cư xử tôn trọng đối với ba mẹ. Chúng ta bỏ đi thôi. Rồi, đây là bước cuối cùng. Hãy tập trung vào trái banh, hướng đến khung thành và dứt điểm. Cha Đương à, hôm nay bạn bệnh hả? Không có, sao vậy? Tại vì nhìn bạn hôm nay không giống như cha Đương của mọi ngày á. À, cha Đương à. Công chúa của ba ơi. Hả? Cho cha đu. Sao lại là con? Con chàng chứa hơi đơn. Minh Chi à, sao con mặc đồ của cha đu vậy? Dạ tại gì? Bây giờ cha đu đang tham gia một trận đá bóng đá ở trong trường á. Hả? Con nói cha đu đang đá bóng sao? Dạ, hôm nay đội bóng của trường con thi đấu với đội bóng trường bên cạnh, nên cha đưa đã đại diện cho trường để tham gia đó chú. Con bé kia, sao con dám làm vậy chứ? Cái gì đây? Tại sao đội bên đó lại có một đứa con gái lẫn vô vậy? Đúng là một đám thảm hại. Thôi cha đu đánh bại tụi nó đi. Bên đó đây. Cha đu à? Không đủ. Cha đu à? Cô ơi, em không có sao hết. Mọi người không cần phải lo lắng quá đâu. Cha đu à? Phải rồi, con đá đi. Cha đu à? Cha đu à? Ba ơi. Cho cha đu của ba. Kỹ thuật dở ẹt mà cũng đòi đấu với tụi này, các bạn thua chắc rồi. Trời, mình sẽ cho bạn thấy kỹ thuật của mình. Con gái bé nhỏ của ba, ba tự hào về con. Bạn dám lấy banh của mình. Cha đu cố lên. Đừng mà. Tuyệt vời. Trời cha đu. Ba ơi. Cha đu à? Ba ơi. Con gái của ba. Con không ngoan có phải không? Không ba? Đâu, con gái của ba là giỏi nhất. Cha đu của ba là giỏi nhất trên đời. Cha đu ơi, cú sút của em đã đụng lưới đội nhà rồi. Hello, 가는 시간 지나가는
사랑하는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 널 향한 나의 두 눈은 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴속 사랑해 그리고 설레는 마음 사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼 내 가슴속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 두근두근 두근두근 이제는 모두 다 줄 거야